Sáng ngày 6 tháng 9, Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong chủ trì hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp. Tham dự hội nghị có lãnh đạo một số cơ quan trung ương và lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận đối với các nội dung trình tại kỳ họp, trong đó phân tích các chỉ tiêu kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, nhất là các chỉ tiêu dự báo khó đạt trong năm 2024, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025 cũng như giải pháp thực hiện các chỉ tiêu đề ra. Đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị các đại biểu góp ý về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, khung kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, phương án, tiêu đề báo cáo chính trị, dần dần. Ngay sau phát biểu của Bí thư tỉnh ủy, hội nghị chia thành 3 tổ thảo luận về nội dung của 4 tờ trình của Ban Thường vụ tỉnh ủy, báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, ước cả năm 2024 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030. Đề cương chi tiết báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 tại hội nghị đại biểu đóng góp nhiều ý kiến về tình hình kinh tế xã hội và đa số thống nhất phương án tăng trưởng năm 2025 là 7,5%. Đại biểu cũng đề nghị chắc lọc nhiệm vụ đột phá, quan tâm đến số lượng thành viên hợp tác xã, có phân tích nguyên nhân vì sao số doanh nghiệp gia nhập thị trường chưa cao, cần đơn giản hóa thủ tục hành chính, có chính sách ưu đại đặc thù trong thu hút đầu tư dần dần.